À, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lại gặp phải một ca khó nữa rồi. Đây là một cái con iPhone 6 Plus nha mọi người. Và nó cong như một cái xuồng. Cái con iPhone này của một bạn tên là Đoàn. Bạn này ở Kiên Giang, ở Rạch Giá Kiên Giang gửi lên cho mình các bạn nha. Và hiện tại các bạn thấy là con máy này nó gãy rất là nặng, nó cong rất là nặng, cong như một cái xuồng luôn. Cái xuồng sau thì cái máy này y chang vậy. Thì nhìn sơ bộ thì màn hình này bể nát hết, nút home cũng bể luôn đây bạn. Đây là cái cảm biến nè, bạn nhìn thấy không? Nó có một cái cảm biến ở trên nút home để mà nhận vân tay, đây là cái cảm biến đó Còn nha. cái Camera thì cũng nát nứa hết trơn mọi người. Đây là camera sau nè. Camera này mình nghĩ là khả năng là lên đường cũng nhiều lắm rồi. Gãy nát hết. Nhìn cái con máy này thì mình nghĩ là cái khả năng mà nó sống sót thì chắc cũng khoảng không hết không mấy phần trăm thôi các bạn. Không được 1% mình nghĩ là vậy. Thì làm thì mình vẫn làm thôi. Thì mình sẽ vẫn kiểm tra coi nó thế nào, tại hên xui mà nhiều lúc nó cong nhưng vẫn còn sống thì mình cũng không biết được đó. Thì hên xui mà, thì bây giờ mình sẽ mở cái men này ra để mình coi như thế nào các bạn nha. Mình sẽ tiến hành mình mở ra. Đây thì mình sẽ dùng tua vít lục giác để mình mở cái men này ra. Ta mở hai góc phía dưới nha các bạn. Cái máy này không biết là bị đập hay là bị xe cán nữa, sao mà nặng quá gãy nát hết. Ok, chúng ta lấy được hai ốc lít ra thì chúng ta tiến hành ta mở lấy cái máy ra. Đây nó xúc sổ hết trơn. Ồ. Xúc hết rồi. Không cần phải mở luôn, không cần cái gì cả. Ở đây thì wow, con máy này cái khả năng sống của nó thì mình nghĩ là không biết được bao nhiêu phần trăm đây. Thấy cái khả năng mà nó lên đường và nhiều quá. Ở đây mình sẽ mở siêu pin ra trước này. Mở hai siêu pin để mình lấy cái pin ra. Mở hai ngóc cái chỗ siêu pin này. Ok, mình sẽ mở cái socket pin ra. Các bạn thấy là cục pin nó cong vòng như cái xuồng luôn này. Cái máy này không biết là có gửi đi sửa đâu chưa mà trên cái cục pin nó có ghi chữ nè các bạn. Đây nè. 11 11 tháng 7 2019. Cái này là Hùng gì ta? Hùng gì nè, Hùng gì mà Hùng, chữ Hùng ở phía sau là chữ gì mình không biết. Ok thì mình sẽ tháo ra, không biết có đem đi đâu sửa một lần nào rồi đó. Miễn chai không các bạn, mình làm máy này mình sợ đứt tay lắm, miễn chai không toàn bộ. Chúng ta sẽ mở hết ốc vít trên cái siêu màn hình ra để mình lấy cái bộ màn hình ra ngoài, toàn là miễn chai không toàn bộ. Đây mình sẽ dùng nhíp mình gấp ra. Cái camera nát nước hết trơn rồi bạn à, camera nát nước hết trơn rồi. Wow, gãy rụng đấy bạn, nó gãy rụng ra từng phần hết trơn nè, nát nước hết trơn. Wow, quá trời quá đất. Đây là cái camera trước các bạn nha, đây là dây cảm biến và camera trước cũng nát luôn rồi nha. Đây nè, cái cảm biến nè, đây là cái cảm biến của cái camera trước nè. Đây cái camera nó bể nát và nó lòi ra cái bộ cảm biến đó nè. Đây đó, cái này người ta gọi là cái sensor các bạn nha. Đó, cái miếng phản quang lên lên nè đó, người ta gọi là cái sensor của camera đó. Cái chỗ đó là cái chỗ để thu ánh sáng và thu hình ảnh vào để nó tạo ra một cái hình ảnh cho chúng ta xem hàng ngày đó. Nát nước hết rồi các bạn à, miễn chai không toàn bộ camera rồi, nát hết rồi. Ok thì giờ các bạn thấy là cái men nó cong vòng luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn thử cái máy này còn sống hay không ha. Phải cấp nguồn vào thì chúng ta mới biết được. Ở đây thì mình sẽ bật máy cấp nguồn và mình test nguồn thử coi nó còn lên hay không. iPhone 6S nè. Cái thằng iPhone 6 Plus á, iPhone 6 Plus, 6S, 6S Plus á, nó sử dụng chung một cái socket pin ha. Nên mình ở đây mình sẽ sử dụng cái đầu của 6S. Rồi. Khi mà mình gắn lắp cái gọng dây cáp vô á, thì ở trên máy cấp nguồn mình nó không có báo chạm, thấy cái kim nó vẫn bình thường, nó không báo chạm là mình thấy nó vui vui rồi. Tại có những con máy bị cong á, chúng ta lắp nguồn vô cái một nó báo chạm liền, báo chạm men liền là biết cái máy nó lên đường ngay tức khắc. Còn bây giờ mình thấy nó chưa lên đường mà thấy nó vẫn không bị chạm thì mình thử khởi động nguồn xem sao. Ở đây do cái nút nguồn nó bị kẹt nên mình cũng chưa bấm được, nó cong quá nó kẹt nút nguồn các bạn à.
nó cong quá, nó kẹt nút nguồn nên bấm nút nguồn không được. Do bấm nút nguồn không được thì mình sẽ sử dụng cái cọng dây dây sạc để mình kích nguồn nó lên. Vào khi mình cắm sạc vào thì cái máy cấp nguồn nó báo chạm, mà khi cắm sạc vào thì cái máy cấp nguồn báo chạm, không cắm nguồn vào thì nó không báo chạm. Cái kim đồng hồ ở trên cái máy cấp nguồn mình em ghe à. Để mình thử lắp màn hình vô coi nó như thế nào các bạn. Ok, nên mình sẽ lắp màn hình vô thử coi nó thế nào. Coi nó có lên cái gì không nha. Mình nhìn cái ngoại hình của con máy này thì biết được rồi, nhìn sơ là biết được con máy này nó thế nào rồi. Thì mình làm thì mình cũng vẫn làm thôi, tại vì khách gửi lên thì mình cũng phải cố gắng mình làm, được không được gì đó thì mình trả lại, mình báo người ta một tiếng, chứ không phải ở đây là kiểu như nhận máy thấy tàn quá là giục bỏ máy của người ta đâu các bạn. Mình vẫn cố gắng mình làm coi thế nào, được không được gì đó. Tuy rằng biết là làm được hay không được mình cũng không có tiền bạc gì, tại vì máy không sửa được thì mình kiểm tra mình tốn công mình thôi chứ đâu có lấy tiền bạc gì được của ai. Nhưng mà thôi mình phải gắng làm coi như thế nào, hên xui mà. Ở đây thì nó không có lên các bạn, nó không có lên. Nó không có lên gì cả. Nó cong quá, nó không có lên gì cả. Nó không có lên. Đây nè bạn, những các bạn nhìn ở trên máy cấp nguồn này nè các bạn, khi mình cắm nguồn vô trong cái điện thoại và mình cắm sạc vô thì ở trên cái máy cấp nguồn mình nó báo nè, bạn thấy nó chạm vòng thấy không, cái vòng nó nằm im một chỗ. Nếu mà cái máy mà nó khởi động nguồn được á, thì nó sẽ cái kim này nè, cái kim vòng này sẽ nhấp nhứ như nè bạn, nó dao động nhấp nhứ. Còn đằng này là các bạn thấy là cái kim vòng nó nằm im gu luôn, kim vòng nằm im gu luôn. Đây nè, mình sẽ cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ rút cái dây cấp nguồn này nè. Đó. Và bạn nhìn ở trên máy cấp nguồn nè, thấy không? Nó trả về số 0 ngay tức khắc. Và bây giờ mình sẽ cắm vô nè. Đây, mình cắm vô nè. Mình cắm vô nè. Mình cắm vô thì ở trên máy cấp nguồn tự động nó nhảy nè, bạn thấy không? Cái kim vòng nó nhảy nè, đó, đó, đó nó chạm nè. Bạn thấy không? Đó. Như vậy thì chúng ta biết được là cái máy này chết men rồi, cái máy này không thể nào mà sống nổi. Máy này không thể nào sống nổi. Kiểu này thì sao mà sống nổi bạn, kiểu này thì sao mà sống nổi, không còn cái đường nào mà sống nổi hết. Cái máy công đã công như vậy rồi, nhìn là biết chết rồi, không thể nào sống nổi bạn. Nó chạm nguồn đây nè, mình cắm vô là chạm nguồn ngay tức khắc đó. Giờ coi như cái máy này là hết cứu rồi các bạn, cái máy này hết cứu nổi rồi. Bây giờ mình sẽ thử tháo cái camera nó ra trước đi, mình sẽ thử cách ly nguồn điện hết luôn, mình sẽ cách ly những cọng dây cáp này ra, tại sợ những cái bộ phận khác nó bị chạm các bạn nha, mình sợ những bộ phận khác nó chạm giống như camera này nọ rồi nè, nó chạm nè, nên mình sẽ tháo hết luôn. Tách rời camera luôn. Và sẵn đây mình coi camera này còn xài được hay không hay là nát nước rồi. Camera này nó bị chấn động rồi các bạn nha, nó bị móp rồi, bị móp bị bể luôn đó bạn. Đây nè các bạn coi nè, đây nè, nó bể nè, nó bể xúc cái đít kia luôn rồi nè, còn gì nữa đâu xài. Đây nè, đó các bạn, bạn thấy không, nó xúc lìa ra luôn thì lấy gì mà còn xài được. Đây là cái gì các bạn, đây là cái cảm biến nè, cái cảm biến, cái sensor của nó, cái sensor á, cái chỗ này là cái chỗ để nó thu ánh sáng, thu hình ảnh từ bên ngoài vào và nó xử lý và nó sẽ sử dụng và nó sẽ xuất ra hình ảnh luôn thêm, và nó đứt luôn nè bạn nha, nó đứt cùng với cáp luôn nè. Đây nè bạn nhìn nè, cái cáp đứt nè, thấy không, đó, bỏ máy này, bỏ hết, không còn gì xài được hết, chắc còn lấy được cái bộ phận chân sạc thôi á, nát nước hết các bạn à, quá trời quá đất. Để mình uống cái này lại xíu để mình bấm cái nút nguồn được, cây sim đồ là nát nước hết. Gặp một cái con máy như vậy thì lúc đầu mình thấy là mình đã ngán rồi, mình biết rồi, mình thấy nó là không ok rồi, nhưng mình làm thì mình cũng cố gắng làm để coi như thế nào thôi, chứ máy khách gửi lên thì không lẽ giục bỏ của người ta. Mình coi đi rồi cho nó hết lòng hết dạ rồi
mình báo cho người ta thì nó vẫn ấy hơn, chứ mình không thể nào mà mình không kiểm tra, mình nhìn sơ qua mình lại có thể mở miệng ra mình nói là máy này chết rồi, kỳ lắm. Chính mình chắc chắn cái máy chết 100% mà khi mình báo với khách là máy này chết rồi mình còn ngại nữa mà, tại khi mà khách họ gửi máy lên đó, họ muốn mình sửa được, họ hy vọng là mình sẽ sửa được đó, nhưng mà khi mình báo với họ là cái máy không sửa được mình cũng ngại lắm các bạn, chứ không có vui vẻ gì đâu, không phải là dễ mở mời mở lời ra nói là nói được đâu. Ok, giờ mình sẽ bấm khởi động nguồn lại lần nữa thử coi cái máy cấp nguồn nó báo thế nào, nó vẫn báo chạm các bạn nha. Ở đây thì mình sẽ lấy cái kìm, mình lấy cái kìm mình uống cái vỏ lại xíu để mình bấm nút nguồn nó dễ hơn coi. Cái vỏ nó bị cấn nên nút nguồn bấm không được, bấm nó không có nhúng, nó kẹt nút nguồn. Ở đây mình uống cái vỏ lại thôi các bạn nha, chứ không phải là mình bẻ cái men của người ta các bạn nha. Mình uống cái vỏ lại xíu để cho bấm nút nguồn nó được thôi, để coi cái nó có bị kẹt nút nguồn, nó bấm nó chạm nút nguồn bấm không được không đó. Do nó bị gơi đó, nó cấn cái nút nguồn lại, nó chạm nút nguồn lại. Mà bây giờ chắc là mình nghĩ mình sẽ tháo nút nguồn ra luôn, tháo socket nút nguồn ra luôn để mình cách ly nút nguồn ra luôn, tại chỉ sợ nút nguồn nó chạm lên cái men nó không khởi động được á. Ok, mình sẽ tháo socket ra luôn. Đây đây là socket của nút nguồn nè các bạn, socket là bộ phận nút nguồn ha. Đó thì bây giờ tiếp theo nữa thì mình sẽ tiếp tục test thêm một lần nữa. Mình đã tháo rời hết tất cả các bộ phận liên kết vô trong cái men rồi, bây giờ là chỉ còn một cái men gời thôi các bạn nha, chỉ còn một cái men gời một mình thôi. Và ban đầu mình sẽ cắm sạc, mình vẫn giữ lại chân sạc thôi, cắm sạc thử coi sao. Cắm sạc vô thì bây giờ mình đã cách ly hết trơn rồi, thì bây giờ cái máy cấp nguồn vẫn báo là báo chạm mà nha, máy cấp nguồn báo thì bây chạm. giờ thấy là máy cấp nguồn báo chạm mà nha. Đây nè, máy cấp nguồn mình cũng báo chạm luôn chứ không có ấy nha. Đây nè, các bạn thấy cái kim vòng không, cái kim vòng nè đó, cái kim vòng nó báo chạm rồi đó, nó nằm ở giữa, nó nằm chết một chỗ, nghĩa là cái máy chúng ta chạm rồi, máy chúng ta không có hoạt động các bạn ha. Đó, cái máy này là coi như là quốc đi rồi các bạn, không còn lấy được cái gì nữa, cái máy này là không còn lấy được cái gì, chỉ còn lấy được cái bộ phận cái dây gung nè, cái dây gung là cũng bị móp rồi nè, dây gung cũng hư rồi các bạn, cái bộ phận dây gung cũng hư rồi, dây gung tăng giảm lượng hư nè, dây nút nguồn bị bể ở đầu này nè, chân sạc thì mình nghĩ là còn sử dụng được cái bộ thân chân sạc thôi, còn ngoài ra là cái máy này không còn lấy được cái gì ở trên cái máy này nữa các bạn, nát nữa hết trơn rồi, không còn sử dụng được cái gì cả, thua. Vậy là cái xác máy này không còn tận dụng được cái gì nữa các bạn à, bây giờ bán ve chai với người ta lấy hay không nữa, cái này giờ đem bán ve chai cũng không biết là ai mua không nữa, không còn lấy được cái gì hết, cái chân sạc thôi, chân sạc này chưa chắc là còn sống, nhiều lúc nó rơi nặng quá chết IC gì này nọ tù dưới trên con cái chân sạc nó cũng đi. Ừ, thì là rất là buồn khi mà không cứu được nó các bạn, nhìn ngoại hình thôi là biết không cứu được rồi, lúc nãy mình cầm máy ra là mình thấy là mình biết rồi các bạn à, nhưng mà thôi mình cố gắng mình mở ra mình làm mình coi thế nào cho khách người ta vui lòng hả dạ, sẵn làm clip cho anh em coi chơi giải trí luôn đó các bạn, thấy không, cam trước cam sau nát nước hết cam trước cam sau nát hết, bộ màn hình nút home nát hết, không còn lấy được cái gì cả, cây sim gãy luôn đó, cái vỏ nãy nát giờ chỉ còn lấy được chân sạc thôi, pin thì cong vòng rồi, men chết ngửng không còn sống nổi, như là tệ quá các bạn, không còn gì để nói nữa, chết rồi, quá tàn. Vậy là mình đã không thể nào giúp cho cái bạn này phục hồi lại cái máy này được rồi các bạn, rất là đáng tiếc. Thì nói chung các bạn nhìn thấy ngoại hình thì các bạn biết được cái máy thế nào rồi, không thể nào cứu nổi đâu, rất là tiếc các bạn, này giờ chỉ quăng cho chai thôi chứ còn làm được cái gì nữa đâu. Ok thôi, chắc là mình phải kết thúc clip sớm rồi, tại vì không có sửa được cái gì cả các bạn à. Mình hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.